Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Cần Thơ vừa có cuộc họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Đông Thắng của huyện Cờ Đỏ. Xã Đông Thắng hiện có diện tích canh tác nông nghiệp chiếm trên 81%. Đến nay qua rà soát, địa phương đã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó có một số tiêu chí đạt khá cao như bình quân đầu người đạt 57,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,17%, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm chiếm 98,9%. Xã có 2 hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa. Hội đồng thẩm định đã thống nhất bỏ phiếu công nhận xã Đông Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thành phố, chỉ đạo xã tiếp tục kiện toàn, nâng chất toàn diện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí mang tính đòn bẩy như hình thức tổ chức sản xuất, y tế, giáo dục, văn hóa.